Đây là cây peony của mình, đó là Miss America đó, nó mà nó đỡ nó nở ra đó là nó được 6 inch các bạn, nó có một cái hoa thôi, còn mấy cái nụ kia thì mình chưa thấy nó đơm lên đó, là mình cũng chưa có bỏ phân nó nữa, chưa có bỏ phân nó nữa, mà cái chậu này nó chỉ có 2 gallon thôi mà nó cũng lên được cái đó. Bên trong thì mình có chậu màu hồng á, cái cây đó thì năm rồi nó cũng lên được nhiều lắm, ở ngoài nắng thì mình nghĩ nó tốt hơn, thì tí nữa mình cho nó ăn một miếng phân đó. Cái chanh dây của mình nó cũng ra được mấy trái cũng thấy thương, hôm qua thì mình cắt mình tỉa bớt một mớ nhánh hồng đó, có hoa hoa thì mình cũng hy sinh mình cắt mình bỏ ra cái thùng nhỏ nhỏ, cái thùng cái bắt kịch đó màu trắng đó đó đó, mình cũng lượm cái thùng đinh ngoài công trường đó, rồi cái mình ngâm đó, rồi mình sẽ ươm cái cây màu hồng cam. Nãy mới vừa kể cho chị Hải nghe là cái ổng rày là chỉ liên lạc với mình thường là do là chỉ thấy mình mua Broadcom, mình mua Broadcom nay là ba mươi mấy năm rồi, cũng 35 năm rồi, thì mình cứ để đó nữa chứ mình cũng không có ba bua bán gì, nó cứ xẻ ra thì cứ để đó tự nó tăng vậy thôi, tới tuổi già rồi thì lâu lâu mình ngó chơi thôi, thì chỉ thích rồi chỉ mua đó. Sáng này nó lên nó một cái xe thôi đó, nó lên 90 đồng luôn, thì chỉ nó giật mình thức dậy là chỉ cứ kêu con chỉ ra nhìn, chỉ kêu con chỉ ra nhìn nó, rồi là hai mẹ con thấy hãi hửng mà chỉ cứ tin tưởng vào mình, chỉ không bán hết, chứ em gọi cho chị, em tắt rồi cho chị kêu chị bán nó 921 đồng sao không bán đi, chị nói chứ có thấy đâu, đi ra vườn ấy, ngắm hoa đã rồi đi vào ấy, cái người nó tụt xuống chút chứ còn 6 mấy đồng, 6 mấy đồng thì lúc mình nhìn mình thấy 80 mấy đồng đó, nhưng mà đi mình không có dự định mua bán cho nên mình không có bán. Tức cười mà thôi, vì được vậy cũng mừng à, nói với mấy bạn nghe nó tức cười. Cái cây này đó là bữa đó đi là chợ 99 sen, nó đi mua hộp giống hay gì đấy đó, thì mình mua về mấy cây này, cây hai cây thì cái nó quất tuốt của mình mấy bạn, nó quất tuốt của mình, cây mình trồng dưới đất nó quất tuốt, rồi cây này nó khô nhưng mà nó lên tội nghiệp nó ghê chưa, nó cho mình cho nó miếng nước. Đây mình nhét về thì nó mới còn với nó đó, chứ còn nó để ở ngoài này đó là nó quất liền. Nó có cái cây hoa đó màu mà vàng, cây này cây lít ra, cây lít là lít ba tàu, rồi bạn vàng đỏ là của một người tàu họ chế ra đó. Mình thấy cái cây này cái lá tím mà nó cái cây sale này nè, cái hoa này nó cũng dễ thương đó, mình cứ cứ tiếp tục làm á. Cái mấy cái hoa hồng này đó của mình nó cũng còn tươi lắm, chứ cái hoa hồng của mình nó thì nó khác cái hoa hồng của chị Hải đó. Đó, cái cây này đó thì cái nhánh nó còn mình chưa cắt ra, cái hoa này thì mình cắt bỏ được rồi nhưng mà thấy cũng tiếc quá, nó màu nó đẹp nó thấm này nó đó, cái hoa này nè đó, cái hoa màu hồng màu cam của mình thì nó khác cái hoa cam màu cam của chị Hải, bởi vì mình để cái màu orange màu cam á thì mình còn chêm vô cái chữ H đó rất là của chị Hải đó, còn cái của mình đó thì mình để orange không đó, cái đầu này thì đầu tròn của chị Hải thì cái đầu nhọn cái cánh nó nhung hơn mấy bạn đó, coi nó cao nó ngã quật quật vậy nè, thì mình sẽ cắt cái sau cái đợt bông cái đợt này đó là mình sẽ cắt xuống đó, mình cắt xuống thấp hết, như cái cây bên kia cây đó màu hồng đó, cây đó là David Austin màu hồng rất là đẹp trên nhà chị Chính mình đó, đẹp lắm, rồi mình cắt xuống để cho ổng lên đó. Mấy cái cây này đó là mình lấy mình ươm ra này để mình nói với bà nghe nó tức cười lắm, hôm qua đó, mình nhờ anh á, nhờ anh Lê á. Mình không có cha, không phải là nói cạnh nó khóe vậy, anh nghe mà anh tức cười lắm, nhờ anh á thì anh rất là lẹ làng nhưng mà trời đất ơi ổng ẩu mà tàn bạo luôn cho mấy bạn. Mình đã giấu mấy cây trong này đó, tức là tôi đã ươm rồi đó, giống như cây này nè, ông thấy cái cây lá xanh này lên á, cái đọt này đó là cái cây này nè đó, mà cây này nó chậm nó chưa lên nhưng mà chưa chắc gì nó đã không lên nha mấy bạn, có nhiều khi á là bạn phải buộc lá này nào, bữa đó mình gấp quá rồi mình đi rồi mình chỉ cắm cắt 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 rồi cái mình bỏ nó xuống thử coi mà nó lên được 2 cây con nè nói, còn cái cây già bên kia thì cũng chưa chắc gì nó đã chết, ông đắm ông nhổ đầu của người ta ra hết trơn à đó, rồi ông lấy ông đưa cho mình mấy cái chậu thì dĩ nhiên á là anh mang chậu chậu tới để cho em ươm cái cây thực dược này nọ là dĩ nhiên em phải mang ơn à, chừng á mà thấy để nói với bạn nghe này, ở đây chỉ là một chậu thôi nha, cái cây này đó, cái cây này của mình á nó là cái cây nó kêu là tuberose,
mà nó là double, tức là nó hai lần. Một cây kia đó ông đưa cho mình, nó là đem mấy mình để cái cây này lên, lý do mà mình để những cây hồng chết nên mình cấm này nè, để cho tụi nó không có nhào vô đây nó ăn nó phá đấy, chứ không có phải là tự dưng gì mình để đây, chứ để đây mình bỏ vào cái thùng phân xanh cũng được, vậy đâu có cần phải bỏ đây. Nhưng mà lý do mà tôi làm là tôi cũng có ý tứ lắm, mà tôi sợ mấy anh chuột với anh thỏ leo lên đấy, thỏ nó leo lên đây được đó. Đó cái anh lấy anh đem ra đó, anh đổ cho mình đóng rồi mình ủa nó này đóng đất thôi à. Thì mình chạy vô mình thấy mất một chậu là mình biết rồi, là biết là ông thần ông siêu thực của mình rồi, ông đem ra ông cho mình làm, ông đổ ra giùm luôn đó, ông tử tế vậy đó. Khi mình đâu dám nói với ảnh, mình tức cười nói kể chuyện với bạn nghe chơi, cái ảnh người ảnh ảnh hùng ấy thôi bà chú cần lấy để làm cho đến khi nặng lắm nè, bô tên tia đồ ngon lành lắm mà đem đi quốc của mình nó đem đổ. Nhưng mà cái này dễ lắm mấy bạn, cái củ nó lên vậy rồi các bạn đổ ra vậy mà đem mà trồng nó lợi thôi, nó cũng lên trái lợi thôi. Vì vậy kỳ này đó là mình thì không có biết chữ cái huệ này, nó lên cái lá rồi thì mình biết, nhưng mà ở đây đó thì mình dặn những cái gì đó, trong này đó mình có cấm cống gì lên là đừng có mò vào trong đó. Mình cần chậu nhưng mà không có chậu gì đó thì mình cũng lấy cái chậu to hơn mình trồng được đó. Nó giống như là bạn thấy nè, lý do mà mình bỏ mấy cái cây này vô trong này hết á, tại vì để ở ngoài đó nó dễ cho mình đi, mình đạp trúng. Anh hay đi chân không rồi mang dép cao su mình, nó cũng đạp trúng đó. Thì mình để đây đó, đó cái cây bên này đó là cái cây này là cây thai mà của rừng đó, nó cũng chống thỏ nữa thì mình găm nó cũng lên nè đó. Rồi bạn thấy cái nhánh nhỏ nhỏ này mình cắt cái đọt mình ghim nó lên đây nè đó, cái nhánh non đó, bạn thấy không đó. Mà chỉ cắt một cái đoạn nó chừng một tấc vậy thôi đó, là những cái cây này là nó đều lên hết mấy bạn. Thì mình thử rồi cho nên nó mình muốn chia sẻ cùng mấy bạn đó là kỳ này cha chắc chưa, mấy ông nhà vườn mấy ông chửi mình dữ lắm rồi, ở kệ đó, nhưng mà em không hiểu tiếng chửi thề đâu, mấy anh có chửi em cũng nghe thôi nhé. Đây ơi rồi chia sẻ với mấy bạn sơ chút thôi về ông xã quá giỏi của mình đó. Mấy cọng rau sam không biết ông để ăn chi cho mình đó, thì mình nhổ hết rồi đó. Cái cây này đó thì có thể cái cây này đó thì mình sẽ chiết ra làm hai. Cái cây này là cái cây Nhật Quỳnh mà nó màu cam mấy bạn, nó là D Ephilium á đó. Đó mình cắt qua, mình cắt mớ hoa này nè, cái hoa này nó cũng còn tươi, nó đẹp ha, nhưng mà mình cắt bỏ luôn để mình ngâm cái nó mình ngâm thì mình không muốn nó ngã ngửa, để cái chậu đó anh Ly thì anh muốn để cái chậu vô đó rồi cái mình đổ nước vô đó thì nó đứng vững, nó không có nằm xuống thì nó dễ hơn đó. Ở đây á thì cái đợt xương rồng mới này nó ra này nè mấy bạn đó. Rồi cái cây này nó cũng còn được mấy cái, năm nay đó thì do là ảnh ra sớm quá đi cho nên không có, ôi chà, đi ngang nó cũng tâm vô cái quần jean đó nha. Đâm vô cũng đau chứ đó. Mình lấy cái cây này, thường mình làm thì mình lấy cây gấp nước đá mình gấp mình bỏ nó. Nãy đó mình thấy mấy cái tàn của nó bỏ đây nè, mình tưởng mấy cái đuôi thỏ đuôi này kia. Mình dọn nước mà mình chưa có ra tưới thì nước nó chảy, để mình đi ra mình tưới nó. Đây nè, cái dàn cái hoa jasmine ở nhà mình, ở trước cổng nhà mình đây nè, trước cái cửa vô cửa cái phòng khách của mình thì nó ra nguyên một đám vậy nè. Anh thích, rất là thích cái cây hoa nhài này đó. Mình có ươm ra được 2-3 nhánh rồi, cứ cắt một cái đọt thôi. Giờ tự dưng là cái cây bơi trên dây này nó ra hoa quá chừng. Nhà mình nó gần cuối mùa xuân rồi cho nên nó cũng không có còn nhiều hoa. Cây này là cái cây lavender, cây indus và lavender. Nên mình cắt xuống rồi mình ươm nhánh nó lên. Các bạn muốn ươm nhánh cây này á, cây này thì mình nấu ăn với thịt bò gì á, nó thịt bò, thịt gà, thịt heo gì cũng xài được á mấy bạn. Đó, bạn chỉ
để mình cầm đây, mình cầm vừa cái ống nước tưới mà vừa cái mình nói luôn. Còn chỉ cần cắt một cái nhánh nó đừng có già quá, cỡ này thôi, cỡ là khoảng một tấc thôi, đó là bận ruột hết những cái lá phía dưới này. Cái hoa thì cắt bỏ và vượt quá thôi, để cái ngọn này cho nó đâm lên, chỉ chưa hai ngọn thôi thì nó đâm lên lên tốt lắm mấy bạn. Thì mình nó cũng có cái húng lũi nữa, nhưng mà do mình không có cắt nó thì nó già rồi, mình phải cắt cái này xuống. Mình cho dù mình không ăn mình cũng phải cắt nó xuống bạn, mình bỏ thì mình để tiếp tục lên nữa, thì tiếp tục ăn nữa thì nó cây nó non hơn. Đó, đây mình có cái hoa này là cái hoa thì là, cây thì là đó, nó thơm ngon lắm. Thì mình lần mình nấu cá hoặc thịt bò rồi nấu canh, hôm qua đó anh hỏi mình nó cũng phỏng vấn kỹ lưỡng lắm nha. Thì thấy mình ở ngoài vườn mình làm vườn suốt ngày mà sao mà đồ ăn có hai món, là một cái món là bún cà bung là mình ăn rồi, ở đây là nguyên một cái đám cây đậu bắp của mình là nó ăn hết luôn, không còn một cái nữa, cây nó mấy bạn. Bởi vậy đó, nó có cái này đó, nhờ anh làm rào này, để đó anh làm đi, nhưng mà anh không có giờ anh làm cho mình hết trơn rồi. Mà cái cây bên kia, cái cây mà măng cây đó là anh rào, nó kỳ khôi đối với nó, có nhiều cái đó là mình không muốn nói, mình không nói cũng không được nữa. Mà ở đây thì mình có được, còn được mấy cây đậu bắp đây nè. Đó, nó thì nó không có thích cái húng lũi này, chủ còn nó không thích cái húng lũi, nó không có nào nó ăn. Thành ra mình nó trồng sang sen vô được thì ăn được. Đó, còn nó trồng ở đây là nguyên cái clip này đó, hết cà tím rồi tới đậu bắp đó là không còn một trái luôn, mất hết toi hết nguyên một cái trái đậu bắp làm giống của mình á. Thì mình có tất cả là 3 trái, giờ mình còn 2 trái nữa thì mình ráng mình trồng lại. Đó, ở đây cũng lên được một chút cái cây xanh xanh mà mình ráng mình tưới thử những cái cây đỗ quyên với lại cây trà mi á, coi nó lên được hay không. Đó, thường giờ mình đang về mình trồng liền vậy nè, chứ mình không có cái kiểu mà trồng cũng phải tủ gốc nó, chứ không có tủ gốc nó là nó chết hết. Và đất này đất cát không à, đó ra nó cũng có những cái trở ngại mà mình phải phấn đấu phấn đấu vượt qua nó. Cũng không có, tại vì mình cũng chưa có hiểu rõ về cái Azila, nghe cứ nghe nói trồng khó lắm, trồng khó lắm. Rốt cuộc bây giờ mình ương nó lũ khủ tụi nó sắp hàng á, thì dự định của mình nó là mai mốt là mình trồng nó là thí dụ trên cao đó là mình trồng ngoài cái hàng rào trên đó, thì phía dưới này đó, phía dưới dọc dọc theo cái chỗ bờ cây này, dọc dọc dài cái hàng thông đó, mình sẽ trồng dài dài theo, rồi cái mình nó sẽ tỉa nó thấp như cỡ đây nó chừng 6 tấc thôi, làm như cái hàng rào, với những cái hàng rào nó cũng không có cái biên giới gì để cho mình chia cái gì, nhưng mà giống như mình chia cái vùng, cái khoanh cái vùng cho nó là bao nhiêu trong cái khuôn viên đó, là tôi sẽ trồng bông hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ, ví dụ vậy, hoa hồng vàng, hoa hồng qua màu hồng á, rồi hồng trắng, rồi cái hồng trắng thì mình làm border, tức là cái làm cái gì cho nó vậy đó. Đó, như đây á, thì mình trồng luôn coi, ở đây là lúc trước là đầy nhóc là cà chua đó chứ, mà nó cũng ăn, nó ăn rồi cái mình mới trồng sen một mớ bắp vô nó cũng ăn đó, nhưng mà đủ thứ trở ngại thành ra nó cũng còn được ít cho mình ăn đó. Còn á là mình trồng mình cũng phải tính toán dữ lắm mấy bạn, chứ còn đâu có phải là cái người một người nông họ làm cho mình á, như bắt nông dân á làm cho mình, nó phục vụ cho mình á, cũng phải kỳ công tốn sức lắm. Cho nên mình tính mình thì mình không có muốn mà phung phí cái gì mình có, mình không có mình không ăn, thì gà vịt ăn, bạn bè mình ăn. Ví dụ như có nhiều khi không có đi ra công trường với gặp mấy bè bạn đó, mấy anh mấy chị đó làm chung với mình á, thì nói chứ làm là mình rất là quý những cái tình cảm đối với nhau vậy, thành ra mình thương. Em này nói với bạn nghe nè, nhà mình á thì đất nhà mình á thì nó không có cỏ cứu đó bạn, mà mình nhìn mình thấy cái cỏ cứu này á là mình biết cái giống này á là cái này nè, cái cỏ này á, ổng nói á, cái cỏ này nó đẹp quá và chú ơi cái cây này nó đẹp quá, ổng chừa lại hết. Còn cái cây mà cái mảng đình hồng á là ổng nói cái cây dại ổng nhổ trật trơn luôn, mà mình bứng những cái cây đó dưới nhà mẹ lên đã bứng lên đất mà đất sét các bạn, bứng lên tụi trường chết lên ổng nhổ đó trật trơn. Cho nên mình mới la ổng là vậy đó, mình nói chứ những cái vườn nào mình trồng rồi thì ảnh
có tưới cây được thôi, chứ ảnh đừng có đi lại nhổ cái này. Tại vì cỏ rồi thì mình biết, cây thì mình biết, cây rau rồi mình biết, còn ảnh không có biết. Ảnh không biết thì ảnh đâu có tội gì đâu, ảnh cứ nhổ. Ảnh ấy rồi ảnh buồn, ảnh thấy tội nghiệp lắm. Mà nói chứ không sao, thì nhổ rồi thì trồng lại thôi, có gì đâu. Thực ra đi qua ngoài mua đâu có nhiêu, nhưng mà mấy cái mình ăn rồi mình có, mình đem mình biếu bạn bè rồi thì mình vui hơn. Mình thì mình vẫn thích cái cây tầng ôm, cái hoa trắng này, hoa trắng trắng nhà nhà gì nữa, nó có duyên hơn là cái cây kia màu vàng chặt xong rồi giờ nhụy vàng, cái hoa cũng vàng đó. Cái tính mình á thì nó vậy đấy đó. Chị Hải thì chứ chưa có cây này, để mình lấy cái hột đó rồi mình hạt ra rồi mình ươm cho chị. Cái chỉ là chỉ mình nghĩ là chị cũng sẽ thích cái màu nhạt này hơn nè. Rồi cái cây già kia thì mình sẽ nhổ, mình lấy cái bồn đó mình trồng cái khác đó. Những cái cây bữa đó chị ươm mình cắt bên nhà Jennifer, cái succulent này nó cũng ra hoa tím tím đẹp lắm. Thì mình dự định những chỗ nắng mà ít đất cát đó, thì mình sẽ cắm cái này lên, rồi mình rải thêm cái đất tốt, mình rải miếng lưới bịch nó lại đó, đó cho nó lên đó. Rồi mình sẽ trồng nó, mình sẽ chăm bón nó lại, tại vì cái gì cũng vậy đó, mình có chăm bón thì tụi nó lên nó mới tốt cho mình mấy bạn đó. Bên đây hai cây giống cà nha, cái bên cà này cái thân xanh đó, bên đây cái cà này là có cái thân tím này nè. Thành ra mình biết một cái loại giống lớn, một loại cà chua bi, nhưng mà cà chua bi đó mình có cái loại cát trùm y thô là cái màu vàng ở trong nhà anh Tông Càng đó, mình lấy về đó, nhưng mà không biết là bây giờ nó, mình không có để giống đó. Nhưng mà thí dụ như chuột này nọ nó ăn, chuột sóc nó ăn nó phá đó, rồi cái nó bỏ cái nhả cái hạt lại đó, thì nó lên cây con đó, thì mình sẽ trồng tiếp tục. Chứ còn mình thì không có để giống, có trời cho có cái gì thì mình ăn cái đó thì thôi, không có thì không ăn, không có thì không ăn. Nhưng mình đi mua cà chua bi ngoài nó mắc lắm mấy bạn, mà mình trồng cà chua đó thì mình thích ăn với salad, cho nên nó là nó ngọt đó, thì cốt nữa thì thôi mình khỏi mất công bỏ đường đó. Rồi ảnh thì anh Lê thì anh thích anh thích ăn cà. Anh nói cà gì anh cũng thích hả, chứ cà chớn anh thích không? À, không. Vậy mà cũng trả lời, mình ghẹo đến mà ảnh cũng trả lời đó. Ảnh sắc ra, đàn ông ít có ai mà được như ảnh đâu. Ảnh sắc ra tầm làm đôi cho nó mau khô mấy bạn, chứ nếu mà cái máy của mình thì nó vẫn thấy được nguyên một trái luôn đó. Thì ảnh thấy khô thì cho với mai mình cháu mình một bịch. Ảnh hỏi con không biết làm gì ăn, ảnh nói nó làm spaghetti xào đó, là bỏ cái sốt nó vô, hoặc là làm cá chiên giòn rồi cái mình giống như cái diêu hồng á chiên, hay là cá thu cũng vậy, rồi mình làm sắt cà mình để vào. Nếu khi mà mình thấy khô vậy đó thì nó ít bớt nước của mình rồi, thì bạn làm cái nước sốt của mình nó sẽ sệt, nó sánh kẹo lại, nó rất là ngon á đó. Đó là mình thấy vậy đó, em thấy anh làm rất là ngon. Thì bình thường cái món gì anh làm em Ly thì anh nấu ăn nó cầu kỳ hơn mình, còn mình làm á là mình ăn có cái bụng no được chút thôi. Anh ơi kéo dây giùm em chút đi, anh Kiều khoảng Kiều. Kéo lên nặng quá trời ơi, trời cái đường á 270 cơ. Kéo lên học đặt luôn đó. Mình ăn gian được cái bụi này đó là mình lấy nguyên bụi ở trên Saracota nè. Cái mình em về mình đào cái chỗ đó không phải là mình đào, mà là anh Goffer anh đào á. Mình sẵn lấy đất được 10 thùng á, 10 cái bắc kẹt này nè. Nhưng mà mình muốn thanh toán những cái chậu đó đá đó, là anh đem anh đổ đâu thì anh đổ, anh làm gì anh làm. Rồi cái mình mới trồng hoa ra, mình để luôn nguyên cái chậu mình trồng ở dưới đất để cho mấy bạn xem. Lý do giờ mình trồng đó là cái kiểu trồng như thế này nè, tất cả những cái con đó mình phải bỏ vô trong chậu này đó, rồi mình bỏ phân rồi này nọ xong á là mình phải tủ cái mên xe lên đó. Mấy cái chậu này á mình có dặn rồi, trên cái hàng bông này tất cả những chậu là mình đã có ươm cây hết rồi, dặn ảnh anh đừng có
lấy đổ ra lấy cái thùng phong đưa cho mình đó, là mình la ráng chịu, mình đã trồng cây hết rồi đó. Bạn xem thử cái cây lan dương vĩ này nè, cái màu của nó, cái màu xanh nó lạ ha, nó không có, nó không có cái màu, ít ra ngoài, ít có cái màu giống nó đẹp lắm. Ở đây thì hai cái chậu này mình bữa đó mình không có đi chợ, không có cái vĩ trắng trắng để mà viết chữ nghe Minh chỉ, cho nên nó là mình để phong vậy đó. Nhưng là hai đứa này là hai chị em nó cùng một cái lô màu với nhau, bên đó là hai cái đó cũng một cụm màu. Theo mình á là nó là cái màu đỏ mà nó có sọc cam, cứ là thực dược không các bạn. Thường á mấy chậu là mình mua củ thực dược ở trên mạng về mình trồng. Nó ở đây mới đang kiếm này nè, lần hồi được chính giữa những cái chỗ trống trống đó là mình sẽ nhát mấy cái bông hồng của mình, còn ở dưới đó mấy cây lan kiếm này nọ hoặc là quệ sông niên đó là để cho nó giữ đất thôi. Đó là tạm thời không có gì đó, tôi trồng mới ăn mấy chị ở đó. Nhưng mà tôi có rồi thì tôi sẽ đứng lên tôi nắm đầu tôi đi chỗ khác, tôi đi nói lần ra đó. Là mình trồng đây đó được nguyên một cái dọc đây nữa là cũng rất là nhiều cây rồi. Rồi bạn thấy đây nó là có một cái lỗ cái cắn này nè, không phải mình đào đâu, là mấy ổng đào đó, mấy anh đó ở đào đâu đó đó, ở bên đây đó ngay chính giữa màn hình đó, nguyên cái lỗ đất đó là ảnh thông cái lỗ đó anh đi ra đó, ngay chỗ về nước mình xỉa đó là ảnh làm cái lỗ chỗ đó đó. Đó, mấy cái bông hồng cái này thì mình trồng nhưng mà mình không có làm lưới ở dưới. Nhưng mà tất cả những cái thanh long này là đều có cái lưới kẽm ở dưới mấy bạn. Trời ơi, anh phá đó là phá rồi chịu không nổi luôn á đó. Ở đây một lỗ nó đây nè, chỗ cái vòi nước mình tưới đó là cái lỗ của anh đào đó, anh có phờ anh đào á. Giờ mình để gửi cái vòi nước ở đây cho anh nó tưới rồi em đi chơi em ngắm cảnh. Cho mấy bạn coi mấy bữa trước á, tháng rồi đó là ở đây đó là làm sạch sẽ hết rồi nha, ủi trống bóc hết nguyên một cái đồng cỏ, mơ cái đo cái đồng đất mênh mông ha. Đó là mình nhờ mấy ảnh á scoop cho mình hai chục cái scoop, rất là hai chiếc xe đó. Ở đó rồi mình đã kéo được một mớ xuống dưới đồi rồi. Rồi ở đó lần hồi đó là mình cũng kéo nó luôn xuống là cho nó trống chỗ đó nha. Bên cái đồi này cũng là của mình đó, nhưng mà kéo nó cao quá, ta kéo không nổi. Rồi hôm nay anh đổ cũng 10 chiếc xe nữa, đầy nhóc rồi. Đó, nhưng mà đầy nhóc rồi thì mấy anh phải lợi, mấy anh scoop mấy ủi cho. Tức là ảnh thì ảnh có đổ thêm một cái xe ra đây nè, là anh tính ủi luôn xuống đồi đó, anh Lê anh không cho, bởi vì mấy anh vô gia cư đó là mấy anh ở bên kia, rồi anh làm mấy bữa cảnh sát cũng tới không coi, anh uống mồi đại lộ nè, đây nè, cái đồi cái này của mình đó là mình đi ra trên cái đất cỏ thôi, ủi xuống dưới đó sâu rồi, à bây giờ là mình không có thấy bên mấy anh vô gia cư luôn, đó, thì cái tương đối là cái này đó ủi xuống vậy đó. Thì những cái cỏ, những cái quýt ở phía dưới đó nó cũng không lên bạn, nhưng mà giữa cái đám những cái sậy ở dưới đó đó là nó có con suối dưới đó, thì tạm thời tôi ủi tôi tới cái đống mà chống cho cái cục đá ngay chính giữa màn hình này nè đó, cái cục đá đó thì là nó còn có, lúc đó nó còn cách cái suối cũng được 30 feet nữa, cái đường đồi cao đó. Thì đại khái thì khi nào mình muốn trồng cây gì ở dưới này thì có ống nước hết trơn rồi, dẫn ống nước sẵn hết rồi. Thì thí dụ như mình muốn trồng thì mình đi từ dưới suối mình đi ngược lên thôi, mình chặn từng vậy đó, rồi mình cào ra rồi mình trồng thôi. Đó, thì để coi mấy ảnh sẽ thanh toán mấy ủi mấy cái đống này ra làm sao. Anh Lê thì anh không có cho đổ tiếp nữa, nhưng mình nói với bây giờ đó là mấy anh ủi là cái từ cái bên tay trái của mình đây nè, từ đây nè cái ủi rồi đi dài luôn tới đó thì nó đổ bên cái vùng đó thì là mình kéo về cái góc phượng của mình á, thì cũng theo cái đường nó nghiêng đó các bạn, đó là nó nghiêng hai chiều nó bốn góc này, nó nghiêng hai góc thì đó thì mình kéo mình lấy cây cọ cỏ mình kéo nó khô, nó nhẹ lắm chứ nó không có nặng. Mình giống như kiểu như mình tập thể dục thể thao vậy đó,
nhưng mà nó là mình có lợi được nhiều hơn, còn nó che nó phủ đất như này nó cũng sạch sẽ hơn là cái dùng cỏ lên tầm bậy tầm bạ, nó mọc quăng đàn chi địa, phải không? Đó, nhưng mà cái tính ông khó lắm, ông rầy rà đó, mấy anh mấy đó anh sợ, chứ còn mình nó thiệt mình không có sợ đâu, mình chỉ nể anh thôi chứ còn không có sợ, ngán vậy nè. Ôi, làm gần chết mà nguyên một cái đống này đó là mình ráng. Thì mình đi làm ở ngoài công trường mình cũng học hỏi những cái kinh nghiệm mấy anh ngoài công trường làm sắp xếp rất là gọn, phải nói là tụi mấy anh mẹ đó là rất giỏi. Đây nè, đó ông đổ ra ngoài đường, ở đây ngoài đường này đúng là con đường này đường của mình thôi, còn David kia là nó mượn đất mình nó xài phi thôi, chứ còn ảnh đâu có đổ luôn, đang đóng luôn ngay giữa đường này nè. Mấy bữa trước là đóng nó mấy bữa trước là chỉ có đóng ở trong này thôi, còn đóng này ông mới đổ ngay trên đường đi, ông trấn ngay nhà người ta luôn. Rồi chúng chửi đáng chịu, ông đi ông lên tức quá, ông rầy rà là vậy đó, tức là muốn đổ đâu đổ nên họ thì cũng phải đem mà gọn lại nữa. Rồi bây giờ anh nói chứ tao gọn lại à, có chiếc xe trắc giờ gọn cũng gọn lại nè. Chiếc xe này hồi trước chiếc xe này là chiếc xe mà nó gỡ cái bánh của mình á, gỡ lấy cái bánh của mình đó. Mà ở đây đó là máy phát điện coi, ảnh quá trời quá đất, ảnh cứ chở đi qua bên nhà mình, mỗi cái chở riết là ảnh dọn nhà mình cũng không hay nữa mấy bạn. Ra nó có những cái là tại vì anh có con chó đó, mà nó cứ hay đi qua anh ăn thịt mấy con gà của mình hoài, bực mình thôi. Chứ còn á, ảnh gặp ảnh thì mình cũng không nói gì. Nhưng mà ảnh thì ảnh sợ anh Lê lắm chứ không có sợ mình đâu. Thì đó, lần trước á, nghe anh Lê ảnh hăm dọa đó là con chó nó của ông bồ nó chứ không phải của nó, anh Ray anh nó thì con chó của anh thì anh cột lại, ảnh con chó nó biết nghe lời, còn cái con kia con bồ ảnh bạn gái của ảnh nó quan đàn chi địa mà nó vô đảng đó mấy bạn ơi. Đó con bốn con bulldog một con mà đã chết rồi, đã sợ gần chết rồi, nó tới bốn con mà chó con mà nó hung hăng lắm, răng nó bén mà. Nó cắn cho 200 con vịt xiêm trắng của mình chết sạch không còn một con luôn. Mà tức ói máu, tức mà không biết nói sao. Kêu nói nó thì nó chối không phải. Trời, nó lợi nó coi miệng chó nó máu không à. Mình đâu có tới nỗi mà mình đi vui cho ai. Mà mình nuôi mình, tại vì hai đứa mình cũng có con có cái, rồi mình nuôi tụi kia cũng như con mình, nó ăn cái nó ăn thí dụ như ăn một hai con mình nó có gần 200 con. Giận thấy mồ luôn. Rồi cứ gây giống ra, cứ nuôi đi nuôi lại hoài. Biết rồi á, mình mất giống luôn cái vịt xiêm trắng đó bạn. Vịt xiêm ở đây là chính phủ Mỹ nó ban cái vịt xiêm nó investi, tức là nó gia tăng, tức là một khi mà nó ở một cái chỗ nào, cái hộ nào rồi đó, là những cái con khác á, là cá gì là nó cũng ăn này nào ha. Nhưng mà họ nói là nó ngoan, con vịt xiêm nó không có ăn cá, nó chỉ ăn con tôm thôi, nó ăn con tôm hùm đất á đó. Mình nuôi nó thì mình biết á, nó ăn, nó thích ăn rau cải, nó thích giật cái mấy cái cọng xà lách son nó ăn. Thành ra khi mà có vịt xiêm thì mình không có xà lách son mình ăn đâu. nó rứt rỉa mà nó nói chuyện cũng vui lắm. Đúng ra vịt xiêm thì lý do mình nuôi vịt xiêm là lúc đó là mình ở với mẹ thì ở trong thành phố á. Còn biết không, vịt xiêm nó câm, nó đâu có nói được đâu mà nói nó ồn ào này nọ, nó dốc nó nói chuyện, nó chỉ khè thôi. Chứ còn vịt ta mình á, vịt ta vịt tàu á là nó mới nói chuyện đó. Bây giờ mình thì nói gì đâu, mình để ý thú vật rồi mình cũng để ý kỹ lắm, mà mình không có nói quan cho đứa nào hết đó. Đứa nào nó ăn thì mình nói nó ăn đó, thì cái gì đó là có thật thì em mới nói. Mình nói nhiều khi mình cũng hơi tô điểm không phải là nhân cách quá tụi nó, nhưng mà tụi nó nhiều lúc nó cũng tức cười lắm. Mà tụi nó đừng có nói nha, cái tiếng khè khè của nó, ngay cái con vịt ta đi nó gọi bầy đó, nó gọi mà có những mà predator, tức là những đứa mà những cái gì mà nó có thể mà nó đe dọa tới cái tính mạng của cái bầy đàn nó đó nha. Nó kêu cái giọng mà nó rít hết trơn, nó gần hơn, nó nhanh, nó kêu mà nó giống như cái tim mình nó đập thịt kia đó. Đó đó đấy, nó đứng trên cao á, nhưng mà có gì là nó vỗ cánh nó bay đó. Mình á thì vịt mình á là mình vịt gà mình á, mình không có cắt cái cánh nó để nó có chuyện gì thì nó còn bay được, để nó bảo vệ cái sinh mạng của nó đó, thì mình để vậy. Chứ còn mình không có phải gì rồi cái mục đích ăn thịt, mình không có ăn thịt nó. Rồi mình cho người ta ăn thịt thì có mấy con trống nhiều quá thì mình cho đi thôi, chứ mình không có. Nhưng mà chị Hải rồi trước là chỉ cho mình, như bây giờ không cần cho nữa, bởi vì có tụi mẹ nó tới nhà nó mua đó.
nó mua bán được rồi chị kêu mình nói với chị bán được thì chị bán, chứ đừng cho em, vậy làm mồi cho mấy chó sói chứ làm gì đó, chứ mình không có ăn tụi nó, không có ăn thịt nó. Ơi nhưng mà mình có ăn thịt bò mà cũng không dám nuôi bò nữa, bò mình thấy nguyên một đống thịt thì mình sợ lắm, mình không dám ăn đâu. Đây đây là mình còn nguyên cái đồng cỏ đồng này đó, từ cái đây nè đi xuống với cái đám đá đó, rồi cái đi băng ngang qua tới gốc phượng đó, nó còn có nguyên cái đồi đó là mình sẽ trồng nguyên cái đồi bông hồng của mình, rồi những cái vành đai đó đó thì mình trồng cái đỗ quyên màu trắng cho nó nổi cái nền lên, tại vì hoa hồng của chị Hải toàn là hồng mà màu sặc sỡ, có màu vàng, màu đỏ, màu tím đó, thì vàng nó cũng đi với tím, hồng nó cũng đi với tím đó, nó có nhiều cái đỏ thì mình nó phải đi với màu trắng thôi, chứ mà đỏ là ổng chắc là ổng đỏ mà ổng chát lắm đó, mà thực sự cái màu thì nó lạ coi vừa lạ vậy thôi, chứ mình vẫn thấy thích những cái nguyên thủy, cái màu hồng nhung hay cái hồng vàng của cái Oenlix nó đẹp hơn mấy bạn đó. Nhưng mà chị Hải thì chị rất là thích những cái màu mà nó đẹp, nó nổi mà nó lạ không ai có, rồi chị đi mua về mấy chục đồng mà chị cũng đi mua một chậu đó, chị cũng đi mua ấy nha, công nhận là chị xài sang lắm, chứ không phải như là bên hồi xưa đó là người Nam giống như hồi người Bắc di cư vô. Nhưng mà nói mình ghẹo chơi vậy hết, chứ nói Bất Kỳ ăn cá rau cây mà ăn nhầm lựu đạn chứ cha Bất Kỳ. Hồi đó chị Hải chỉ cũng cười vô câu đó đó, nhưng mà Bất Kỳ mà như chị đó là nó không có được bao nhiêu người đâu, rất là hiếm hoi. Chỉ xài rất là sang nha chị, nói thật là chỉ xài rất là sang chứ không có phải là kẹo đâu nha, trời ơi chỉ xài mình sợ luôn á đó. Mình á, cái tính mình á thì mình ví dụ như đi mua cái cây hồng này đi, bình thường nó bán 30 đồng cây, mình không mua đâu, 15 đồng cũng không mua, nó cũng chơi mắt nó 10 đồng thì tôi mua đó, chứ không phải nói là vụ mặn đồng mình ghẹo, vụ anh Lê anh không cho mua này nọ đó, là vì anh muốn mình mua là mua, thích đó thì đi mua, chứ còn không có thích cái kiểu mà chờ sale đó thì mình mới nói. Bởi vậy đó, ông anh Lê mình với với lại ông xã và chị Chính mình á, bảo đảm là chị em mình có tiền, chứ còn mấy người nó không có tiền đâu, vì mình đợi sale mình mới mua. Nhưng mà không phải tôi không có tiền mua, nhưng mà nó mắc quá không mua. Tôi đi lấy nhánh về thì mình biết cái dân mà mình trồng hồng từ mấy chục năm nay, từ bên Việt Nam mà đi qua tới bên này ở Sài Gòn, mà bạn biết ở nhà mình có cái vườn hồng, rồi cái bông tỏi đó, cái hoa tỏi đó là mình trồng từ dưới đất đó, mà nó leo luôn tới cái trên lầu đó, leo luôn tới cái sân thượng ở trên nữa, cái tầng trên nữa, đi xuống tới mấy chục cái mà toàn nó ra cái chùm hoa nó màu tím xanh như thế này nè, đẹp. Ở Sài Gòn á là nhiều người cũng biết nhà mình đó, như bốn cô con gái ơi mà tối ngày mê trồng mông, và mẹ cũng vậy, là được cái năm cô đó, cô lớn cô nhỏ, bốn cô trẻ đi đâu là cũng mua hoa về trồng. Còn hoa trong nhà trưng thì dĩ nhiên rồi, mẹ mình thì lúc nào đi chợ là cứ đi mua hoa về cúng Phật này nọ đó. Thành ra mình á thì bây giờ mình cái điều kiện mình á để chạy đi chợ mà đi mua hoa rồi này nọ đó thì thực sự là mình không có mấy bạn. Nói cho ngay đó thì mình á rất là thích những cái gì mà hồi xưa ở nhà làm á, mẹ làm á, ví dụ như mẹ mình mua hoa huệ Việt Nam á nha, huệ Việt Nam cái huệ mà cây có được chưng với cây măng tây á, hồi đó mình cũng đâu biết cây măng tây, tức là cái cây asparagus mà mình ăn bên này đó. Thì sau này biết rồi thì mình mới trồng ra để mình chưng hoa, mình chưng cho hoa hồng rồi này kia. Đó, nó có nhiều cái mình qua đây mình học hỏi được nhiều thứ, mình rất là vui. Nói vừa nói chuyện nói dốc với mấy bạn, tán bạn nói chuyện với mấy bạn. Thôi thì em xin thả cái rồi cho nó xè ra vậy đi. Đó. Thì mình thả xè ra vậy đó. Mình để đây đó cho nó tưới á. Thì nó tưới ở đó rồi nó chảy vòng xuống với cái cây bơ, dưới mấy cái cây hoa đấy cũng được. Thì tại sao mà mình làm thế? Đấy, em của chị Hải đây, thưa với chị là em phải vặt hết những cái này, em bỏ nó đi, phải bỏ nó đi đó. Thì cái cây này, cái nhánh này đó là những cái mắt này đó, còn lại đó, nó mới sao hoa ra hoa. Tức là đó, tôi không muốn cho em sinh trưởng tới giờ là em phải đi sinh con đẻ cái cho tôi ăn. Mình bẻ một chút cũng được, nhưng mà mình bẻ luôn hết nguyên nhánh này luôn, tại vì mình nó để tùm lum đi, nó vướng với lại nó
cho mình chút đi. Giờ mình dời đô đó, ở đây với lại mình đi, mình lấy mấy cái kéo này nè, nó phục vụ đời sống của mình. Đó, những cái nhánh này mình cắt mình bỏ nó hết. Nãy đó mình để dưới này thì nó không có công dụng bằng ở trên đó, không có hiệu quả bằng trên đó. Đây là những cái nhánh này mình cắt mình bỏ. Lý do mình nói đó thì thực sự là các bạn ở bên Việt Nam thì giỏi kinh nghiệm trồng cái thanh long này hơn là mình đó. Nhưng mà mình thì ở bên này thì mình chỉ cho mấy bạn ở bên này những cái mánh khóe mà sao mà mình trồng thanh long của mình có chăm sóc kỹ gì đâu, mà mình có trái mình ăn, mặc dù không ăn nhưng mà nó có trái thì mình biếu này nọ là mình cũng vui này nọ vậy đó, mình tính mình thích vậy đó. Đó thì đó, những cái nhánh này đó chị Hải chỉ có đọc nghe anh này anh kia anh nói rồi nghe, bằng coi cái nhánh cùi này thì làm sao mà nó nuôi được cái gì ăn đó. Mình cắt cái đó mình bỏ, cái nhánh này mình cũng bỏ luôn hết này, nếu mà có để mình để cho một nhánh đó đâu, nhưng mà cây này thì nó cũng không có ích lợi gì đâu mấy bạn ơi. Đó, giờ mình cắt ở đây. Đó, cái nhánh này đó thì mình có thể mình để nó nè, để cho nó lòng vào trong đó, còn cái nhánh này nó không có đi ra, không tích sự gì, mình cắt mình bỏ chứ còn mình lưỡng lự làm chi. Đó. Rồi cái nhánh bạn thấy không? Cái nhánh quằn xuống này thì nó ra hoa cây nành thanh long tím nè, còn cái nhánh lên này đó mình còn để đó là tại vì nó lên nó đâm ngang này, nó tuột xuống thì mình cho cái nhánh nó đi lên thì mình không, mình để lại mình không có bỏ, mình không có bỏ. Nên mình bỏ này. Cắt cái mấy cái này mình bỏ. Nó không có, theo tiếng Anh của anh Lê nói đó là không có relevant. Relevant cái gì mẹ cũng xin lỗi anh á. Người Việt Nam mà anh cứ nói tiếng Anh hoài mẹ em không hiểu, em cái gì mỗi chữ em phải đi em tra thằng Google quậy mệt quá, thôi giờ em không có thèm nói nữa. Em em đi em tỉa cây nó tích sự, nó kêu mà nó có tích sự hơn đó là ngồi phê bình con vợ hoài, chọc quê con vợ hoài, nhưng mà kệ nó, bảo đảm nó đi ra ngoài công trường nó vẫn có nhiều bạn hữu rồi thích tôi trồng cây, rồi thích cây tôi trồng, thích cây em ưng thì em cũng cho này nọ. Đây cái này, mấy cái mắt này á bắt cắt bỏ hết chứ mình đâu có để làm chi. Nó mọc vô nó tùm lum tà là nên mình có thấy cái gì đâu. Mình nói chị Hải chứ mình lên trên chị á mình cũng ngứa mắt á mình cắt á. Vậy mà rồi đó lại bắt đầu là mẹ con gì cắt lo ra nói này lo ra nói kia đó. Rồi mình nói với bạn nghe nè, nó thòng thòng những cái nhánh này nó để dưới đó, nó không có ăn được cái dải gì hết rồi, mà nó chướng chướng cái đường đi nó khó chịu lắm, mình cứ cắt mình bỏ luôn đó nè. Ngay cái nhánh này cũng vậy, nó mình không có tiếc đâu, còn chỉ tiếc con chị trời một lần nó cắt hay là chỉ đứt ruột. Cắt không ra thì mình cắt cái này mình bỏ khúc này. Thường á là nếu mà bạn cắt ở đây đó, cắt cái vỏ nhánh này nó khỏi mất công cột lên chi, nó thiếu gì nhánh này cũng vậy mình cắt bỏ luôn, không có thèm để mà nó chi xù đó, mình không có thích vậy đó. Cái bây giờ đó thí dụ như cái nhánh này bạn cắt bỏ đi rồi bạn găm lên nó cũng lên được. Đây nè, cái mấy nhánh nhỏ này nó có ăn được khỉ gì đâu đó, hàng rào bạn cắt ngắn vậy đó, rồi bạn bỏ nó xuống vậy đó thì cái nó lên nó đâm tức cái mấy cái này nó nuôi mấy cái cây trên này thôi. Cái này cũng vậy. Ôi cha, đứng lên không nổi rồi chứ. Xong đường bên qua đây bên này mấy cái nhánh này mình thấy nó không có ăn gì được đó, thành ra mình bỏ nó luôn. Cái nhánh này nữa bạn, cái nó khô này nó mất hết mấy nhánh, mình cắt mình bỏ luôn, mình không chơi với nó. Ở đây cũng vậy, cắt bỏ nó, cái này nhánh này cũng cắt bỏ luôn,
thực sự ra cái nhánh này mình bỏ luôn cho rồi, mình không có để nó không tốt lành vậy thôi đó. Thì đại khái mình tỉa sơ sơ rồi đó, bên đây cái vòng nó nhỏ rồi, để mình nói anh lên ảnh phân ra cái vòng to to chút xíu cho mình, anh gắn cái vòng tròn tròn đó, nó to hơn. Mình khoe với các bạn mình cứ khoe không rồi mình không phải là mình giỏi nha, nhưng mà vì mình để ý để mình học hỏi để mình tiến bộ hơn, mình cứ thấy mình dở thành ra mình phải học, mình phải học đây nè. Cái nhánh cái này mình nói về theo cái kinh nghiệm của mình thôi, cái nhánh quỷ này nó không có ra trái gì đâu đâu các bạn, nhưng mà mình để cho coi chơi, để cho chị, để mình làm kiểu làm màu làm mè nói chị nghe đó. Đây nó ra cái nhánh thòng xuống gì, nhưng mà cái nhánh dài thòn vậy đó là nó chỉ ra lá thôi, nó không có ra hoa ra nha các bạn. Thôi mình để ra cho này nó đứt cái dây của mình cắt bỏ ông đi, để ông nuôi mấy cái trái này thôi, thì ít ra năm nay tôi cũng được ăn cái đó. Còn cái này nó mình cắt bỏ đó. Đó chỗ này mình cũng cắt bỏ nó luôn, cái này mình cũng cắt bỏ luôn đó. Thường á là cái nhà vườn á người ta vậy nè, mình nói nè, những cái hoa này nó gần gốc cái này nè, dưới này cái gốc của mình á nó cũng có hai cái hoa đó, thì thực sự ra những cái gốc đó trái đó thì nó sẽ hút hết những cái nhựa của những cây khác lên đó các bạn. Cho nên á nhà vườn của người ta đó là người ta cắt bỏ những cái đó đó, người ta để những cái nụ hoa một cái nhánh đó, thì nó ra ba, ta để ba trái thôi thì trái nó sẽ to nè. Đây trái này ha, đây trái nè, ngay cái cùng kéo mình nè, đây trái nè, đây trái nè, đây trái, tất cả là nó đều hướng về mặt trời thì cái cây nó cái trái nó sẽ to đó. Mà mấy cái nào mà nó không có hướng mặt trời lên, cái chỗ nào có nắng đây nè, cái hoa này nó mình không cắt nó cũng tự động nó xin giải từ cuộc chiến nó vàng cái là nó không có đậu trái đâu mấy bạn, để làm chi đó phải không đó. Như đây đó, nó đây nó 4-5 trái này, nhưng mà cái hoa này là mình phải bỏ, bởi vì nó cái hoa này đó, nếu mà trúng thì nó là cũng phải bỏ nó mấy bạn, để hai trái kia là được rồi. Nhưng mà thôi chị Hải chứ nó thôi, nó có mình trông cái ra hoa gần chết đi được, còn biểu du cứ biểu đem cách nó đi, mi thì mi tiếc quá đó, bởi vậy đó tiếc là cho nên không có một trái đó, trồng nó mấy chục bụi mà nó có một trái một thôi, nhất chuyên chỉ thôi bỏ quê mình chọc mình không, mình nói thật cái chứ không phải là mình nói. Đây nè, mình nói thí dụ cho các bạn với Quỳnh nha, cái nhánh này nó lại không có ra hoa nha đó. Giờ thôi mình thử mình để cho các bạn xem, tại vì nó ra đây nó cũng thòng ở dưới, nó cũng có thể nó có trái. Nhiều khi mình tận sao bây giờ mình thử đi, mình cắt mình bỏ hết những nhánh cùi này ha, để cho nó nuôi bao nhiêu đây thôi, nó nuôi cái thân này thôi thì coi nó có ra hay không nha. Rồi mình mình báo cáo với bạn sao đó. Những cái nhân cái nó gì nó không ngon lành là mình cắt mình bỏ. Mình rất là vui để mà mình đi mình chăm sóc cái thanh long, mặc dù em không ăn nhưng mà em rất là thích trồng, bởi vì nhiều người họ thích ăn lắm, chứ còn em thì có cũng được không có cũng được. Nhiều khi không phải rồi mình có mình không quý, mình rất là mình biết nó quý, vì mình chỉ trồng thanh long tím thôi. Thanh long tím là nó ăn nó trị ung thư, cho nên mình mới trồng cái đó rồi mình làm phước, mình cho không có bán ai hết à. Nào mà mình thì thiếu gì khách để làm ra tiền mấy bạn, mà mình lười biếm kiếm tiền lắm, mà mình không thèm làm nữa. Đây để coi, bữa đó mình bứng được cái cây hồng này, hồng nhung này mấy bạn đó, bây giờ mình cắt đi nó, trời mình thiếu đi. Có cây hồng tường vi, hồng nhung mình lấy được từ trên Saragota đó, mình đem về để mình ươm, nhưng mà mình chưa rảnh nó ươm, bởi vì chị Hải khi mà chị hối cái gì đó là mình phải chạy tay tay liền, chứ không thôi tính chị nóng lắm, chị bỏ cây của chị thùng rác thì mình tiếc uổng lắm. Để mình lên mình lấy đây đó, nãy giờ đó là mấy cây đó là mình cũng làm cho nó một mách nước rồi đó. Bây giờ đây mình tưới dọc dọc theo cái cây này, cái này cái vườn nó nhỏ của mình thì mình chỉ nói nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ nhà mình nó rộng 10 mẫu đất mà nó để lại cho chính phủ để làm cái đất là được
technical đó là cái đường nước của mình là nó đi ra tới bên kia, nó chỉ làm để nó xây mấy cái nhà thêm thôi đó. Cái đất của mình đó, cái đất của mình đó là nó đi luôn qua tới cái sân trước của cái nhà đó luôn, tới cái chỗ gara, tới cái đường xi măng thôi luôn đó mấy bạn. Nhưng mà do để là vậy để cho anh làm được cái septic tank. Cái nhà đó là nhà của mẹ vợ anh. Anh ơi, cái anh chủ nhà mình hồi xưa anh là builder, anh xây nhà ở đây này. Nguyên cái vùng này 27 căn là anh xây hết á. Anh là phi công. Phi công mà biết rồi đó. Không biết ông có đi lính không, hỏi là ông đi lính không quân, tới giờ là cũng không quân luôn, tức là đi mướn nhà ở luôn đó. Chủ 250 ngô đất, chủ 27 căn nhà, rốt cuộc không còn căn nào đi ở nhà mướn. Mà ông biết là ảnh làm ăn cũng thuộc loại là giỏi lắm. Người ta đi lên còn ảnh đi xuống á. Đi xuống mà xuống xuống sèo còn nói láo nữa chứ. Thì cứ đi mướn cái nhà mình, nó nói là để cái nhà mình thì để đây 3 năm mình đâu có ở cái này đâu. Anh tới anh mướn cái nhà mình, anh nói muốn mướn cái nhà mình, nó dốc thôi chứ mà thực sự ra không phải là mướn đâu mấy bạn ơi. Tới hỏi đoàn hỏi rang đi coi coi mình có bị thay coi thất thế, không có trả được tiền nhà rồi bây giờ cũng đi mua lại giá rẻ rồi nọ tính kiểu đó nha. Nhưng mình á, mình với anh Lê á, là không phải nói chứ là tụi mình là có đi học mua bán nhà cửa, tại vì mình không có hành nghề thôi, mình học cho biết chơi cho vui vậy đó. Nhưng mà nghe mấy giả nói mình nghe em tức cười. Bây giờ ổng á, nhà của mình á là trước là mấy cái tay nắm cửa cái này nọ bằng nó mạ vàng á mấy bạn. Anh đi cái anh tháo ra luôn hết á, tháo luôn cái bình nước nóng, tháo luôn cái máy lạnh luôn, là đã mình thấy là cái thằng nó không có cái lương tâm rồi. Anh không có cái lương tâm, cái nhà anh mới giữ không được. Bây giờ mà anh giờ anh còn nói với tôi cái giọng đó thấy ghét luôn đó. Rồi như mình ngồi bên cạnh cái xe truck của mình, nó bắt đầu mình tưới đây một khúc, tưới đây vừa tắm mặn vừa nói dốc với mấy bạn. Mình dự định làm ở đây là cái vườn là cái cây quệ sông Ninh này nè, nó với lại một mớ cái cây, một mớ cái cây cẩm tú cầu. Ở đây mình có 5 bụi cẩm tú cầu, tất cả có cái con cào cào này nó ăn nó phá dữ lắm mấy bạn ơi. Cái con cào cào này muốn bắt nó đó là bằng đêm bằng lấy cái đằng pin bằng đi bằng rọi cho cái đấm mía đó là bắt nó đó, biết bao nhiêu nói. Mà cào cào hồi xưa đó bên Việt Nam đó là mình có ăn á, tới thời mà thời bao cấp thời sau 75 á, thời bao cấp á là đổi đời, nhà mình đổi đời sống sung sướng, tức là được đi lao động, đi trồng khoai trồng củ vậy đó. Nhưng mà mình rất là vui nhớ tới thời gian đó, thì cha con chồng vợ là nó mới ở gần nhau đó, ra mình đối với mình đó là cái kỷ niệm vui, chứ còn mình không có phải là mình nói giỡn, mình chọc ghẹo mấy người đó đang nghe, mấy anh mấy chị bên đó, mấy chị cán bộ nghe. Nhưng mà nó có những cái đó là mình rất là thích tiếp thu, rất là thích học hỏi những cái gì mà nó mới lạ. Mà nói mình hồi đó mới chị hai mình nó cũng đi dạy học, nên chị bệnh chở chị đi nhà thương, cái nói trời ơi, cái bệnh này nè, tôi biết rồi. Hồi đó là anh y sĩ chị của một dược sĩ đồng nghiệp ấy là đã chị qua rồi, nhưng mà ổng là bây giờ ổng cũng lên làm y sĩ rồi, tức là trên bác sĩ dưới là ảnh mà giữa là cái rúng á đó, theo kiểu ông Tông Càng anh mình nói á đó. Trời ơi, bị thủng mà mấy ổng trị cũng không được, nó sợ mấy ổng luôn. Nhưng mà có những cái đó là mình nhờ cái kiểu mà thuốc nam á, là mình bị mình hồi nhỏ mình hay bị cái bệnh một lẹo, nó mọc ở trên mắt nó hết, mí mắt này nó chạy tới mí mắt kia ra. Người ta là đi mổ mắt á, là người ta để giải phẫu xây sửa sắc đẹp, còn mắt bình nó từ đẹp mà sửa thành xấu mấy bạn, tại vì nó mọc cái một lẹo đó, nếu mà mổ ngoài mí mắt á thì sẽ để thẹo. Cho nên anh rể mình á, anh rể họ mình á là anh bác sĩ Huỳnh Hữu Cửu á, anh mổ cho mình á là anh mổ là mổ trong thôi, rất là khéo nha. Năm nào mình đi học á là mình cũng có, năm nào là mình cũng bị một lẹo rồi, cứ mà hết chỗ này tới chơi nó chạy, con mắt trái chạy con mắt phải, nó làm như bị cái con vi trùng vậy, nó cứ ra hoài, nó mọc hoài vậy đó, bực mình chết. Thì mới sau 75 nó lại bị nữa. Nó năm mình học lớp 12 á thì đi lên bác sĩ phường khóm thôi, đi phường khóm chứ không có bác sĩ gì, cái đó chỉ y tá thôi. Thì cô kêu mình á, cô quay lưng lại, cô giống như mình bị con mắt trái á, thì cái tay phải của mình á là mình chằng cái qua cái vai mình, cái ngón giữa nha, chứ không phải ngón trỏ, là mình chỉ vô á,
đó là cái ngón tay dài nhất của mình á, thì mình sẽ chỉ vào ngay cái đốt xương sống đó đó, thì cứ cổ lấy cái anh con á, cổ chùi cái miếng miếng lưỡi lao cũng được, hay là cái miếng miếng miễn chay cũng được, là cổ rửa cồn sạch rồi đó, rồi cái cổ mới cắt vô cái lưng mình một miếng, cái cổ nặng máu bầm ra, nó đang thui nha mấy bạn, nó đang thui à, nhưng mà từ đó tới sau là nó goodbye mình luôn, nó không có ở lại với mình nữa. Nó mình á là tức cười, mình vui á, là mình được hết cái con bệnh mà trầm kha đó. Trời ơi, điên gái mà không có đi tối ngày, cái đi cứ một lần đi mổ mắt là phải đeo nguyên cặp kính đen đi học vậy đó, mà mình đi học từ sáng tới chiều về, bực cũng bực mình đủ thứ hết á. Rồi rốt cuộc rồi sau bệnh lông đó là mình được trị được cái bệnh đó. Còn ba mình á thì trị được cái bệnh đó, nó không biết mà mấy bạn, chắc mấy bạn lớn tuổi thì biết cái thời đó có cái dịch ghẻ ngứa, nó nổi mà cái cục ghẻ giống như ghẻ hòm, cái nó lồi, nó cứng, nó chai chai, nó không làm mủ không chảy vậy đó. Nhưng mà nếu mà bạn gỡ và cố gắng mà gỡ nó ra thì nó chảy máu rất là nhiều đó. Thì ba mình bị cái chứng đó, chị nó đâu có hết đâu bạn, đi bác sĩ đi đâu cũng không có được hết, chút ta chút ma gì cũng hết. Cái cuộc đó, cái kỳ đó, cái con bò mà mình nuôi rẻ cho cô mình á, cô ruột mình á, nên con bò con á nó nhảy tửng, sao nó lọt cái giếng. Trời ơi, giờ đi mướn người ta đã về quê không tiền rồi, giờ đi mướn người ta nói tiền đâu trả mấy bạn. Còn ông già không phải leo xuống đó chứ mình đâu biết lội, mà xuống dưới là mình ở dưới luôn chứ mình không có leo lên nổi đâu. Đó, anh Tư mình lúc đó cũng chưa có về quê nữa. Cái xong ông già ông leo xuống dưới có đất, cái giếng có đất sét và ông leo nó dính cùng mình á. Rồi sau rồi tự động á, mấy cái mục rẻ đó nó rụng ra hết mấy bạn. Đó, rồi ra mình á, đó, cha con mình lại học thêm được cái bài học thuốc nam á, tức là cái đất sét á nó trị ghẻ hay lắm đó. Là vậy đó, thì nó có những cái kinh nghiệm mà trên đường dài mình đi lần hồi mình học được cái gì hay á thì mình viết lại, mình ghi chú. Thì bây giờ mình có cái YouTube này kia đó thì mình cũng nói những cái gì đó, những cái kinh nghiệm mình trải qua, để có mấy bạn mà còn ở dưới nông thôn không có được ở trong thành thị để được đi bác sĩ đồ này kia đó, thì về y tế nó cũng có những cái mà bài thuốc dân gian mà bạn có thể tìm quanh bạn đó, nó trị cho bạn rất là hay đó. Đó, mình cũng còn mình ở đâu mà trùng trùng quá, cô con cào cào quá trời băng ơi, mình mới vừa dứt hai con, cái đó lại nhảy thêm hai con nữa. Mình cũng là một chiến sĩ là dứt cào cào hay lắm rồi nha. Bây giờ ở trên quê đó là cào cào đó là nó phá hoại mùa màng dữ lắm, cho nên nó là bà con nông thôn là không ưa nó. Mía nó cũng quất nè, bắp nó cũng quất nè. Đó, ở đây cái cây bông vàng của mình, cây này thì là mình mua 15 đồng ở Home Depot, mình mua cái rễ đó. Do mình trồng hơi trễ cho nên nó là nó hơi đèo chút, bây giờ nó lên được có ba cái nụ đó. Đó, ở đây đó là cái cây này đó, của mình nó đâu có lá như của chị Hải ha, nhưng mà nó cũng ra được nhiều hoa lắm nha mấy bạn nha, một cái hai cái ba bốn cái cũng được hơn chục cái á, hơn chục cái hoa đấy. Mình nó cứ tức cười, cứ trêu chị Hải miết á. Cứ hỏi mình rồi không nghe, cứ coi nay mình cứ nghe anh viết chạc này nọ nói, anh viết chạc anh nói là anh trồng trong cái chậu của cái nhà ảnh, mà cái đất của anh là cái đất cát ở dưới ược vai rồi cái đất cát, còn với nhà chị á là đất dưới đá không mà đất xanh không à. Mình nói thực sự mình biết là mình làm cái phòng lab về địa chất mà các bạn, trước khi xây nhà nó là bạn phải làm những cái phép đi, những cái soi rồi này kia đó là chuyên gia trị soi rồi này nọ đó, anh Liên cũng là anh làm về soi đó. Ra mình nó tụi mình đất đá rồi nhìn sao rồi cách trị nó sao, cái nào dùng kềm, cái nào dùng axit rồi này kia thì mình phải biết đấy chứ mình mới làm phòng lớp được đó. Thì mình hồi xưa là mình học về hóa học mà rồi thôi, tôi học về tôi trả thầy tôi hết rồi, giờ rồi tôi đi làm vườn, tôi chơi, tôi sống một cái cuộc đời nông dân thoải mái, không tranh đua gì với thiên hạ, chỉ là tranh đua với chồng mình thôi. Trời cho đó, lù khù quá ông cù đó độ mạng mấy bạn ơi. Thì mình không có chị Hải cho nói chứ. Ôi trời ơi, bà lên trên YouTube bà chửi chồng bà ấy.
Nếu em chửi ảnh hồi nào đâu, là toàn là ảnh cho em toàn là tích kịch không em đóng tiền phạt thấy mồ tổ. Đã vậy là mới bị cái tích kịch bữa trước là ghi danh cho đi học rồi. Mà xóa được cái bữa sau ăn thêm cái tích kịch nữa thì thôi tôi đóng tiền phạt luôn cho rồi. Đó, thì chứ giờ đi học cái ông anh còn xem lại cho cái website đó để đi học cái giá rẻ có 20 đồng rồi chúa. Trời ơi, vô ông chửi mình ngu mà còn phải tốn 20 nữa. Mình tại sao mình vậy, tại sao mình không nghĩ tới là mình lái xe mình cứ tuân theo luật lệ để mình khỏi bị phạt nữa, cho vợ mình khỏi đóng tiền phạt. Có ai nói gì đâu, mình thực sự mình không có sợ đóng tiền phạt. Lần cảnh sát mà nó bắt anh vậy đó, ngừng lại đó là mình đã tốn 1-2 tiếng đồng hồ rồi đó, là mình đi trễ làm đó, mình nói là bây giờ mình đi làm là phải giữ theo giờ giấc lắm, cho nên là ảnh cũng sợ vụ đó rồi. Là từ mấy năm nay đó, là khoảng chừng 6 năm nay đó là không có bị giấy phạt nữa bạn. Chằng chằng ảnh giữ vậy đó, giữ vậy đó thì mình mới thoát được cái tiền bảo hiểm xe nó tăng lên, chứ còn chứ không phải là mình sợ đóng phạt đâu, mình sợ tiền bảo hiểm xe thôi. Giờ thì ảnh hiểu rồi đó, ảnh nói chứ mình nó không có tiền để cho nó ăn ngu vậy, tức quá. đó nãy nào mình ngưng cái máy một chút rồi để mình cắt cái nhánh cái bông hồng này, hoa hồng này, hoa tường vi, mà tường vi chứ không phải chỉ mũi thì nó nhỏ hơn xíu nữa. Có những cái cây mình lấy nó còn héo nè, thì nên mình giữ trong chậu mình trồng nó để cho nó lên cho nó tốt rồi mình phải trồng xuống. Những cái cây mình nói cái cây của chị Hải nó màu đỏ mà nó có trắng trắng ở trong đó, ở ngoài ở trong ruột đỏ đỏ nhung, mà ở ngoài thì là nó màu trắng, thì ta mình có một cây đó đó, thì chắc cũng chị cũng mua cũng đâu đó cũng bà con dòng họ nó đó. Nó đây có một đống cát này là cái gốc phờ nó đào á. Bây giờ là mình á sẽ nhờ anh dọn dẹp chỗ này rồi mình đẩy cái mên xuống đây á để mình phủ nó lại, mình phủ một lớp dày thì nó không leo các bạn. Đó như trên đó là mình phủ một lớp dày rồi đó, những cái cây đó đó. Thì tạm thời có những cây thì mình trồng đỡ ở đây đi. Rồi cái chừng mà cần dọn đi, bứng đi thì bứng thôi. Đó. Thì mình ráng mình tưới lại những cái cây của mình á, là mình ráng tưới lại để cho nó lên á, thì mình có được mới cây trồng đó, chứ đâu phải là cái job nào đi làm nó cũng có những cái cây bụi cây cho mấy bạn bứng đâu. Có khi á, là họ cho bứng, có khi họ không, thông thường là họ bỏ đi hết mấy bạn. Cái người Trung Đông á, cái người Iran á, người Ba Tư á, họ vậy đó. Là họ muốn thay đổi mới hoàn toàn, cho dù cái nhà họ cất lại đi nữa họ cũng phá hết rồi bắt đầu họ build lại từ cái số zero. Tụi Mỹ nó cũng vậy, tụi ấy nó cũng vậy, tụi Iran nó cũng vậy. Đó, bây giờ đây, bây giờ cái cây này, cái cây mình đương tưới là cây cà mi đó, cây camellia đó, hay là trò hoa nữ ấy. Thì cây đó là bắt đầu ra cái thực non rồi này nọ, là mình chắc chắn là nó sống nó tốt đó. Rồi ở trên nó là cây đỗ quyên, bên đây một cây đỗ quyên nữa. Bên đây còn cây đỗ quyên, tức là ba cây đỗ quyên màu trắng này này. Để cộng thêm là mấy chục chậu mà mình ươm ra đó. Mình rất là thích cái đỗ quyên màu trắng này này. Mình sẽ trồng nó chung với cái màu đỏ, màu tím. Mình thấy có màu hồng chứ mình chưa thấy nó màu vàng nha. Mình cũng không biết là có hay không, nhưng mà có cái gì thì mình trồng cái đó thôi. Mình thích là cái cây lạ rồi này nọ, cây chùa, cây si á. Thì mình thích có rồi mình đem về mình trồng vậy đó. Hỏi tốn tiền mua. Đây là cái cây của chị Chính mình cho đây. Cây này là cái cây Bắc Tiên mà cây medium đó, mình xin ngừng cái clip ở nơi đây và để mình đi tưới cây tiếp tục nha, chứ để cho mấy bạn nghe mình tưới hết nguyên cái 10 mẫu đất này á là bạn coi bằng ngủ gục hết mấy lần luôn. Rồi kính chào các bạn. Em này có sơ sơ mấy cái hoa tỏi này, nó cũng đơn sơ mộc mạc mà nó dễ thương đó. Những cái cây hoa hồng đó mình ươm lên rồi mình trồng lại coi, nó những đứa con tinh thần của mình như vậy mình rất là quý. Rồi mình hẹn gặp các bạn clip sau nha. Bye bye các bạn.